Đấy, một câu chuyện ngày hôm nay, nghĩa là ngày lúc 8 giờ 9 phút là các bạn thấy. Đây là một bác này, bác ấy đã đổi đơn hàng của mình này. Hôm nay đi Đan Phượng nhá. Đan Phượng nào? Không có nhà, đi Đan Phượng có việc ở trên Đan Phượng. Gửi rồi, bây giờ mới báo làm sao mà kịp được. Dạ mẹ, đang đi trên đường đi rồi. Bác thì ra bác bỏ bom hàng rồi. Không, không bỏ bom. Mày nghĩ nào? Đan Phượng là chỗ nào Đan Phượng? Miền Trung mà, nên 4 năm ngày bà cô bà ốm ở trên. Bác phải báo sớm, hôm qua bác đặt hàng thì đúng rồi, bây giờ nửa ngày bác lại bảo thế đó, thế kia thì bây giờ à? Không, có làm gì có người nhà đâu. Bác ở nhà thì bác lấy ngay, nhưng mà 4 năm ngày, khả năng 4 năm ngày mà ốm quá. Vấn đề như bây giờ bác hỏi bác là có đúng không, qua bác đặt hàng không? Đúng rồi. Thế giáo khoan, tại sao bác không báo sớm lúc sáng sớm, bây giờ bác mới nửa ngày bác mới bảo thì ai là... Bây giờ rồi thì bây giờ nên thì ai là người giả tiền cước, mà con tim nó có thế nào người đi người lại thì ai là người chịu trách nhiệm? Đấy, báo cáo các bác, bán hàng rất là vất vả. Bác đặt hàng như là đúng rồi á, nhưng mà bây giờ bác chỉ nói lý do là gia đình có người ốm, việc đột xuất phải đi. Thế bây giờ hiện bây giờ cái đơn hàng của bác ý, thì theo như cái buổi sáng ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 các bạn nhé. 21 tháng 8 thì bác ý cũng ở quanh Hà Nội thôi. Thế là qua thì bác, thực ra bác cũng là khách quen thôi, nhưng mà ý ở đây á, yêu sao tiếng gáy chim cu cây đa bể nước lời, ý ở đây là đây 21 tháng 8, ý ở đây là đơn hàng của bác ý là có một một cái đôi chim bắt đầu là đẻ rơi trứng rồi, nghĩa là đôi chim nó rơi khoảng tháng thứ 9 rồi. Đấy là một đực một cái. Thế còn ngoài ra thì có một con trà màu là trà màu rừng, trà màu xanh nhé các bạn nhé. Thì đơn của bác ý hiện giờ là đang thông báo với các bạn là bị lỗi. Thì đơn giản thôi, bây giờ mình đăng cái clip này lên để cho các bác nào mà xem cái kênh thì mình sẽ chuyển tiếp cho bác ấy. Còn bác này bác đi thăm người ốm thì thôi, tính vào đợt sau đi, nào bác về bác alo lại. Thì đơn này hiện giờ thì giá của nó mình sẽ giảm đi một nửa các bạn nhé. Đấy, hiện giờ mình sẽ giảm đi một nửa, coi là bán một là cũng là giảm giá cho anh em nào mới mua, chuyên đăng ký kênh của mình thì mới nắm bắt được những cái thông tin này. Đấy, hai nữa là thực ra là khi mà mình có một cái quan điểm, khi mà gửi đi rồi mà gửi lại là mình cảm thấy trong cái việc bán hàng của mình này, gần như không bao giờ có. Tất cả những cái video của mình khi mà đã gửi đi, nếu giả sử dính trường hợp mà không chuẩn thì mình cũng sẽ đăng lên, và gần như những khách hàng, những fan hâm mộ đều ủng hộ mình và đều chốt cho mình. Đấy, thì không nói rườm rà nữa, là mình nói rõ là một đôi chim đấy chuẩn bị là gì, đẻ rồi đấy, đến tháng thứ 8, tháng thứ 9 rồi, cườm đã kín rồi, đã gáy gù rồi đó, và một con trà màu đấy, một con trà màu rừng màu xanh đã thuần hót rất nhiều rồi. Thì với cái đơn hàng này mình, nếu như bạn nào xem video này chia sẻ hoặc là chốt hiện giờ là đang ở bến xe Mỹ Đình, thì mình sẽ để cho các bác nhé, các bác để cho các bác giá đúng 1 triệu đồng, chưa có cước vận chuyển. Nếu các bạn nào ở tỉnh xa thì có thể phát sinh thêm một chút, còn bạn nào quanh quanh Hà Nội lấy ở bến xe Mỹ Đình thì giá đúng 1 triệu đồng đó, thì chắc chắn là cái giá này là sẽ là hấp dẫn rồi. Đấy, mình cam kết với các bạn là như vậy, và nhân chứng sống chính là bác vừa cuộc gọi vừa rồi vừa ghi âm đây. Thì các bạn thấy là đây, hôm nay là thứ sáu 21 tháng 8, thì cái cuộc gọi trên cái điện thoại của em thì chính là cái bác gần đây nhất là lúc 8:09 là 064 đó. Thì em mở cái file ghi âm cho bác ý. Đây, bác ấy rất nhiều này, hôm qua bác đặt hàng đây.
Thì hôm nay bác vừa mới chốt xong. Đấy, bác vừa báo lỗi xong. Ờ, Thảo à? Vâng. Ờ, hôm nay bận á, hôm nay đi Đan Phượng nhá. Đấy. Phượng nào? Ờ, không có nhà, đi Đan Phượng có việc ở trên Đan Phượng. Gửi rồi, bây giờ mới báo làm sao mà kịp được. Để mẹ đi đang đi trên đường đi rồi. Bác thì là bác bỏ bom hàng rồi. Không bỏ bom. Phải nghĩ nào. Đan Phượng chỗ nào Đan Phượng? Ờ, miền Trung mà lên 4 năm ngày bà cô bà ốm ở trên. Bác phải báo sớm, hôm qua bác đặt hàng thì đúng rồi, bây giờ nửa ngày bác lại bảo thế đó thế kia thì bây giờ à? À, không có làm gì có người nhà đâu, bác ở nhà thì bác lấy ngay, nhưng mà 4-5 ngày, khả năng 4-5 ngày mà ốm quá. Vấn đề như bây giờ bác hỏi bác là có đúng hôm qua bác đặt hàng không? Đúng rồi đó. Thì thực ra mình không trách bác nhiều đâu. Mình đăng này nếu mà sau khi cái đơn này mà có người khác lấy giúp, hoặc là qua cái thông tin là đôi chim đã là tháng thứ 8, tháng 9 cườm gáy gù rồi, chuẩn bị sinh sản rồi, 1-2 tháng là bắt đầu vào đôi sinh sản, thì mới lại một con trào màu xanh, trào màu rừng xanh thuần nhá. Mình để giá hữu nghị có 1 triệu thôi. Thì khi nào bạn nào mà chốt cái đơn này lấy giúp cho mình, cũng như là để nói đúng ra là cũng tri ân khách hàng, cũng như là không tránh cái sự vô duyên gửi đi gửi lại, thì mình để cho các bác. Và khi nào mà bạn nào lấy rồi thì mình sẽ xóa cái video này ở trên kênh, cũng tránh ảnh hưởng đến cái danh dự của bác. Tất nhiên là nếu mà không đăng thì mọi người không thấy đó là một cái bằng chứng cụ thể. Nên ra là hy vọng rằng các bác nào có xem video thì cũng, hoặc là kể cả nhân vật trong video này cũng phải thông cảm, bởi vì thực ra mình không có lỗi gì cả. Đó, kênh của mình thực ra mình bán rất là nhiều. Một vài trường hợp như thế này đối với mình nó chuyện nhỏ. Mỗi một lần như này thì gần như là cơ hội cho những cái khách hàng đã đăng ký kênh đó, gần như là sẽ giảm giá rất là tốt. Đấy, có lẽ là mình sẽ dừng cái video tại đây để cho các bạn nắm bắt được cái thông điệp. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.